hai chúng ở đâu vậy? Ở đó. Được rồi. Wow. Gì thế nhỉ? Chúng ta cần chìa khóa. Chìa khóa ở đâu? Chìa khóa bên trong. Nó ở trong đây. Tôi cần phải tìm chìa khóa. Wow. Tôi tìm được chìa khóa rồi. Chìa khóa của tôi. Số 8. Số 8. Nó dành cho con. Mình cần thêm chìa khóa. Gì thế nhỉ? Số 1. Wow, thật bất ngờ. Tuyệt. Cái mới. Đó là gì nhỉ? Số 6. Số 6. Wow, đó là quả trứng bất ngờ. Mẹ lấy những món đồ chơi đó ở đâu vậy? Từ những cái hộp ở đó. Cảm ơn mẹ. Gì vậy nhỉ? Mình cần một chìa khóa. Bên trong là gì ta? Trong đó có gì nhỉ? Wow, số 9. Số 9. Wow, tôi nghĩ rằng nó thật tuyệt. Tuyệt, quả chuối đồ chơi. Một chìa khóa. Một chìa khóa. Số 2. Mình thích Play-Doh. Tiếp theo. Ouch. Chìa khóa số 5. Số 5. Wow. Tuyệt. Thôi nào, lái xe nào. Ta-da. Thử thách hay thật. Mẹ ơi! Chuyện gì vậy hả, Flap? No. Con cần một chiếc giường mới. Mẹ có ý này. Này! Một giây thôi mà. Đừng lo lắng, chúng ta sẽ mua một cái giường. Dạ đúng. Mẹ ơi, giường này. Được đó. Wow, tuyệt. Tuyệt. Mẹ ơi, con muốn nhiều hơn nữa. Tất nhiên. Ha ha.
Một căn phòng mới. À, chào buổi sáng. Gì thế nhỉ? Ồ, tắm răng ư? Được thôi. Ngài gì thế nhỉ? Em không biết, mình hãy đi đến đó. Quá báo. Gì rửa tay hả? Được thôi, được thôi. Ngon quá, quá ngon cho bụng của em. Gì nữa đây? Này các con, hôm nay xem tivi đủ rồi. Tắt ra, tắt ra mẹ. Oh no. Hả, gì vậy? Mẹ nói không được xem video nữa. Làm được rồi. Dạ. Oa. Chúng ta hãy làm điều đó. Làm tốt lắm. Mẹ đâu rồi nhỉ? Chúng ta hãy làm một chiếc xe hơi. Được đó. Chiếc xe sẽ đẹp lắm. Đúng rồi. Trông đẹp đấy. Wow, tuyệt. Em thích chiếc xe này. Yeah. Hả? Gì thế? À. Mình thích sofa này. Các con. Wow, thật là tuyệt vời. Wow, trông thật là đẹp. Cảm ơn các con. Không có gì mẹ yêu. Dạ đúng đó. Mẹ có một ý tưởng tuyệt vời. Yeah. Lại đây. Wow. Nó sẽ là siêu anh hùng tuyệt vời. Ồ, tuyệt. Ồ, cần dành nhiều thời gian hơn cho gia đình của các bạn nhé. Yeah! 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 Em của anh, của em, của anh, của em. Các con, chuyện gì đã xảy ra vậy? Nó là gì vậy con trai? Nó là gì? Wait. Oh, đó là slime của các con à? Đó là slime của con. Không, đó là slime của con. Piu 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 piu. Dừng lại. Các con cần một slime mới. Con có một slime. Hãy đi làm slime nào. Được rồi các con, hãy ở đây.
dành cho con. Hãy làm thêm một lần nữa. Lần nữa. Con còn một ít màu sắc. Xảy ra hả? Nó đã lấy hết tất cả các màu sắc của con. Đó là màu sắc của anh. Nó là của em. Mẹ bắt được con rồi. Đó là cho mọi người mà. Ok. Màu sắc đẹp đấy. Nó dành cho con. Okay. Run! Này Nicky! Dừng lại! Dừng Nicky! Dừng Nicky! Này! Chuyện gì nữa vậy? Nicky đã lấy mất màu lấp lánh của con! Nicky, chúng ta hãy cùng làm với nhau! Lại đây mấy đứa, chúng ta hãy cùng làm. Nó cho con và con nữa. Wow, đúng rồi. Run! Mẹ ơi, Blan lấy hạt của con. Nó là của anh. Flash đâu rồi? Ở đây, ở cái kệ ấy. Ok. Đến đây, chúng ta hãy làm một slam. Đừng lo lắng, chúng ta sẽ làm slam tốt hơn bao giờ hết. Cho con Nicky. Và cho con. Con có slam tốt hơn Flash. Không, slam của anh tốt hơn. Đó thật sự là một slam xấu. Mẹ có một ý tưởng. Hãy đến đây. Đó là của em, của em, của em, của em. Đó là một slam mới. Cảm ơn mẹ em. Không có chi. Nào con trai. Của em. Run. Này nó là của anh. Tạm biệt. Được rồi. Các con. Wow. Nó là nhà của em. No.
cho các con. Ngồi xuống, Nikki. Nhanh lên, Nikki. Dành cho mẹ. Mẹ thật bất công.